Và đây là Quân. Quân Pơ xen, pơ xen. Ba pơ một xen, Quân đội bạn dễ mà. Nhưng mà đánh được. Kenzit cầm xe trong trận này. Pơ của game thủ McElroy, game thủ KMN và một pơ khác của game thủ Hoàng Công Nghiệp. Trận này đánh phù phèo y ủng đó được mà. Hào là người cầm Roma. Yamato trong tay game thủ Bùi Phương Nam. Ban của game thủ U98. Và Phô trong tay của Thành Lắc, thì ra là Quân đánh được. Đội bạn không đột biến là đánh được ấy mà. Anh em đầu cánh ai đánh đầu cánh thì thủ phù ra một lúc là khỏe ngược trở lại ngay. Ba con Persian thì sớm muộn gì cũng sẽ fit thôi. Không sợ, đây là một trận đấu đánh được. Đây là Roman trong tay của game thủ Mạnh Hào ở phía bên trong cánh. Bùi Phương Nam cầm Yamato phía bên ngoài, thủ y á à, quên thủ phù. Nhầm, xin lỗi cả mọi người. Đây là U98 cầm Pamiran ở phía bên ngoài cũng đánh chém thủ phù các kiểu. Đây là Phonesian của game thủ Thành Lắc và cố gắng tìm cái hốc nào nhỏ nhỏ, nhỏ xinh xinh thôi. Bài Thành Lắc có đôi voi rồi, có khả năng ép đời tốt trong trận này, đánh thoải mái trong trận này không có vấn đề gì cả. Đến với U98 cầm Pan. Hãy cùng xem 98 ép đời như nào. Trận đấu này thì con Pan này sẽ phải cân sẽ phải khỏe hơn một con Per. Đội bạn đang rất khỏe. Cảm ơn hát bịt tai nghe như giàn. Nghe như giàn mà sao? Rất là hay đúng không ạ? Em hiểu mà. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. 785 người đang xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ cho một like và một share, chia sẻ cho Mạnh Hào cũng như Facebook của 98 và em đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chủ vị quảng cáo là sao ạ? Em đang quảng cáo cho anh, tức là anh cho em tiền quảng cáo á? Ờ, em tưởng em quảng cáo cho anh thì anh phải cho tiền em. À, ông nợ tới 50 đấy. Nhắc đến tiền mà nhớ hôm qua Hào đánh solo kèo ACBB với mình thua không trả tiền. Đó, anh em kiểu gì? Quên đấy. 17/20. Bài này là một bài Pamiran không đẹp lắm dành cho game thủ U98 rồi. Không đẹp lắm. Con voi thứ hai. Xem bài Yamato của Bùi Phương Nam thì thế nào. Ôi rách thế nhở. Nhìn qua này thì rách rách thế này thì chắc là đánh phù kiểu câu giờ khoảng gian đầu tiên của trận đấu. Sau đấy lộn cái bàn ở khoảng gian về sau khi mà đời 4 con mình tuyển hơn thôi. Chứ tôi không nghĩ rằng là bài Pan này, bài Yamato này có thể chém chết được Per của đối bạn. Không chết là mừng lắm rồi. Trong khi đó thì đây là Roman của game thủ Mạnh Hào. 21/28, bài Roman của Mạnh Hào có voi đưa về, có quả phụ và rừng là khá nhiều. Đánh tại nhà chăng? Tôi nghĩ là đánh tại nhà. Vậy thì dâng gì anh? Sáu đơn nhá. Sáu đơn đi. Lạc đà, toàn lạc đà thôi, dâng sáu đơn hay hơn. Dâng nhiều. Dâng L nhưng vẫn có ruộng tại nhà. Đấy, chui vào cái ốc này đẹp luôn. Hợp lý không? Trong khi đó thì đây màn hình máy của người cầm Phonesian game thủ Thành Lắc xem tìm được cái hốc nhà mình chưa. Khoảng thời gian đầu tiên là khoảng thời gian cực kỳ vũ bão đấy. Khoảng thời gian đầu tiên là khoảng thời gian cực kỳ vũ bão khó khăn dành cho các tay chém cũng như những tay cùng của game TV. Ba pơ một xe, chắc chắn rằng xe sẽ là người đánh chắc chắn rằng xe sẽ là người đánh cùng trong trận này. Nhưng mà xe mà đánh ít dân đẩy sớm là nguy hiểm lắm đấy nhá. Sẽ rất khó thở ở đây, chúng ta cùng chờ đợi. Đây là Bùi Phương Nam. Hào trả tiền Kami đi tự giác không để nhắc nhiều. Chuẩn luôn anh em ạ.
Đánh chém đi, bây giờ đánh chém thì không làm gì được mấy con pơ đâu. Em thật luôn đấy. Không làm gì được lạc đà. Mà đánh sóc đơn thì còn nhiều hơn. Lạc đà chém sóc đơn thì được cộng có 4 đam thôi. Còn lạc đà chém được cộng 8 đam cơ. Mà ngựa chém nó còn tốn nhiều lực. Còn đánh sóc đơn thì các bạn có thể có cơ hội để nâng chặt gỗ luôn. Và đây là con giò của game thủ Mạnh Hào gặp nhà game thủ 4, một Persian của các thành viên của phía team Skyred. Cảm giác đầy đủ. Đánh sóc đơn thì thường người ta sẽ nâng chặt gỗ. Bài này Hào đánh sóc đơn dễ cân tất lắm này. Nhìn đẹp này cơ mà. Đánh sóc đơn dâng lờ nhưng vẫn có ruộng ở nhà. Một cái hốc rất đẹp để cho Hào có thể ra đều sóc đơn. Xin hứa với mọi người, trận này mà đánh đánh sọc đơn khả năng cân tất là rất cao. Anh Hoàng Công Nghiệp vẫn đang chưa biết gì. Tuyến kia là màu 24, tất cả đều là pơ hết. Chỉ có game thủ KNZ, game thủ cầm M3 là sen thôi. Có sư tử luôn, ngon. Vẫn đang đuổi dân của anh Hoàng Công Nghiệp bảo vệ các cơ sở làm ăn vào. Anh Hoàng dễ thương nhở. Chọc dân anh Hoàng không hề có một tí gì gọi là phản kháng, ưng lắm. Đúng như một nhà phê bình học đã từng nói với tôi là nếu như các bạn bị hấp diêm mà không chống cự được thì tốt nhất là các bạn ngửa ra và hưởng thụ. Rất tuyệt vời, tân đầu tiên. Có nâng cấp chặt gỗ không anh Hào? Hào không nên chặt gỗ luôn, chủ yếu tập trung ra quân. Dường như là phát hiện kia chạy kia chạy kia chín áo ơi không kìa. À Thành Lắc ơi, thôi Thành Lắc đứt rồi. Tham Lai là 26, có cùng đời của game thủ Thành Lắc đang đứng ở đây. Cố lên nào anh em ơi, phù phèo ra nhá. Thành Lắc ở đây rồi, 2p luôn ạ. Bùi Phương Nam chắc thế à, rồi đánh 2p luôn. Nhưng không có nhiều vàng lắm. Không có nhiều vàng lắm trong trận này. Tham Lai 26, tốt đấy. Khoảng ra đầu tiên mà đánh như này là chuẩn. M4 chết rồi, một pơ đã yếu. Đây là máy tới từ game thủ Mạnh Hào. Tham Lai là 28/52. Sen đánh cung R nhưng cung R của Sen không phải là một loại cung R tuyển. Mình đánh Sen sau cũng được. Đây là mình máy của game thủ U98, Tham Lai là 26, cố gắng đỡ rồi. 17 phút trong game mà chúng ta chưa ai mất tham. Tham Lai vẫn là 35 dành cho game thủ Thành Lắc ở trong trận này. Hay đấy. Trở lại với bài đi dâng của game thủ Mạnh Hào. 30/32. Cố lên nào. Như tôi đã nói thì chỉ khoảng thời gian đầu tiên chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề thôi. Đánh chết 3 pơ còn lại đi. Để con xem sau cũng được mà. Thông tin báo về mẫu 2 của McElroy, tức game thủ Kỳ Viên R đã là người mất vàng. Đây là máy của game thủ U98. Theo thông tin báo về của game thủ Bùi Phương Nam là mẫu 2 đã fit. Rồi 4 fit, 2 fit, được rồi. Dối lên đâu thì gỡ ở đấy. Giết từng nhà pơ 1. Đội bạn vẫn còn đang khá đông lạc đà. Mẫu 1 Jugi vẫn đang còn khá nhiều những con lạc đà trong trận đấu này. Jugi là người đầu cánh của game thủ Bùi Phương Nam. Và Jugi công phu ạ. Jugi công phu nhà Bùi Phương Nam chạy dần thôi. Nam ơi chạy bãi vàng dần luôn đi, không bị vậy là cũng mệt. Bãi vàng trên cơ. Kìa đang nhấp nháy bãi vàng trên kìa. Không để ý luôn ạ. Nam bãi vàng trên. Không biết có chú ý không. Tao này còn 19 thôi. Chết rồi. Như vậy là bãi vàng trên thì có phải là chết hết rồi ạ. Thế thôi không cần phải quản nữa. Được không? Không được. Ăn được vài dân kìa. Vàng thì có. Bùi Phương Nam bơm vàng đi. Bơm vàng cho chỉ đá cầm pan rồi.
một con khoanh ruộng thôi. Bãi vàng nó vẫn ra 2 lờ đều đấy. Trở lại với U98 để xem 98 công ca. Trận đấu này thì chỉ Hyper đã coi như là xong rồi. Chỉ còn mỗi một mình Sen của game thủ Ken Z và Chiu Ghi cũng là một bài sóc quần thôi. Trận đấu này thì Ken Z là người đang chuyển Kuma để có thể chơi với các thành viên của phía GTV. Tham Lai cân phay cung R kìa. Cung R chạy kìa. Chưa kìa kìa, hao kìa. Kìa kìa bắt. Từ từ, nó đang đi quân. Nó đi. Thành Lắc ơi, ông chuẩn bị cả thằng MOBA nó úp đấy. Chuẩn bị đẩy lên đấy. Đấy. Cũng không phải tí đâu, hơn chủ con. Quan trọng là lạc đà nó đứng nó dồn ở ngoài đấy. Hú tạm con voi. Sáu ơi, đi chỗ khác đi. Nam ơi. Đủ chỗ khác đi. Ôi, đang chiến trường chính mà ông lại lao thẳng vào thế này. Bây giờ không phải là thời điểm. Ôi dồi ôi. Thôi chạy. Thời điểm này là thời điểm bỏ tất. Bỏ. Quá đông lạc đà tới từ. Đúng là 3 Persian. Bây giờ thì quay trở lại với U98 để xem. Không công được thua luôn. Xuống luôn nào. Như vậy là game thủ Thành Lắc bị ôm. Đây là tên ốp quân của thành viên bên phía Game TV. Các pơ nó cũng rất đông lạc đà. Hay quá. Tốt. Nhưng không, tờ này không. Lạc đà này rất đông. Tham Lai là 4-4 dành cho game thủ U98. Đội bạn thì vẫn chỉ còn một mình nhà của người cầm xe anh thôi. Ba pơ đã yếu rồi. Không, pơ 1-1 vẫn còn. Kìa, lùi. Không chơi được tân này. Màn hình máy mạnh hào, 4-3. Mới có 200 thịt thôi. Hào đã muốn kích 4 trong trận này nhưng mà vẫn còn mới được một nửa. Đây là Bùi Phương Nam, đây là Thành Lắc. Thành Lắc không còn cái vẹo gì nữa rồi. Đây là U98. Bơm tất nào, tất tay một tất nào. U98 có một tờ lao thẳng ở phía bên trong. Đây là lạc đà pa. Ừ. Không, cũng chưa biết nào đâu. Ừ, tên này yếu đấy. Ờ. Hay quá nhờ. Ăn được cả dân của game thủ 4, game thủ Anh Hoàng Công Nghiệp khổ lắm rồi. Ơ, có dân Anh Hoàng Công Nghiệp đây. Ui ôi, lạc đà một đang đông lắm. Thảo đã kích 4 rồi nhưng mà không biết rằng là có kịp không. Tiếp tục khiến cho game thủ MOBA mất tay. Vẫn đang cố gắng câu kéo. Thời gian câu kéo càng lâu thì càng tốt. Tham Lai là 25 rồi, những game thủ U98. Sóc lạc đà hay cái gì đấy, cứ để câu kéo đi, chạy quay đi nào.
25/60. Hào vẫn đang chưa nhảy 4 xong đâu. Kenzen đang có điểm số rất cao trong trận này. Căng quá. Theo tin báo về là bố chết. Đây là máy của bố Phương Nam. Tham lai là 10. Ừ, chăn chăn một nào, đây rồi. Tốt đấy. Cố gắng câu ôm ôm dần đi. Đây màn hình máy của game thủ Thành Lắc, tham lai là 21. Một tuần hồi dành cho game thủ Thành Lắc. Ôi, thôi thôi thôi. Ủa, Thành Lắc mới bắt tuần cung R này là hết đồ chơi. Chính thức là hết đồ chơi. Quay trở lại với màn hình máy của game thủ Mạnh Hào đã lên 4 xong rồi. Kích được đạp đôi rồi. Rất căng thẳng, tham lai là 58 rồi cho Hào. Như vậy là 98 vừa lo thêm được một turn nữa vào nhà của người cầm xe. Không, turn này thì không hiệu quả. Turn này thì không hiệu quả lắm. Chạy dần đi, phải giữ được dần. Hào phải lên được đạp đôi. Chuẩn bị lên được đạp đôi xong rồi. Turn đục phía đằng sau. Anh bo. Bo nhỏ cái chỗ đấy cũng được anh Hào ạ. Lâu thế nhỉ. Dăm công 7 luôn anh ơi. Ờ đang nâng rồi, là tuyệt vời. Tham lai 70. Vừa có đạp đôi xong. Thấy rồi. Từ từ. Thêm một kích đạp, thêm một tơn đạp đôi nữa thì sẽ chắc chắn hơn. Thành 98 đi ra chỗ khác đi. Đừng liên quanh đi. Đi lên trên đi, đứng đấy để mình chết à? Rồi. Xích. Công 7 rồi. Không cần. Ờ, các bạn thì thấy 98 rất mất công mất việc ở khu vực này. Cái khu vực đang chuẩn bị đánh nhau thì ông mang nông dân ra thì hồi thì chịu đấy. Bắt được tích cái cung A của game thủ Kenzet. Xong rồi. Có cần đẩy. Đấy, cái lối thẳng từ nhà U98 xuống đấy. Toàn là BE với cả hở thôi. Được đấy. Cố lên nào. Và trong khoảng thời gian đó thì Phô phèo gia dụng hồi lại đi. Đây là mình máy tới từ game thủ U98 tham lai là 20. Vẫn đang giữ được khá nhiều dân nhưng em vẫn đang chưa biết phải hồi ở đâu. Bây giờ thì quay lại đấy, hồi được rồi đấy 98 ạ. Ừ, tham lai nào. Tham lai, như vậy là bên mình bị đè khoảng 6-4. M4 đang ở trong nhà M3 thôi, đạp vào nhà M3 được. Đây màn hình máy của game thủ Thành Lắc. Tham lai là 18. Vẫn đang chạy dần, quay trở lại với Hào. Chiến trường chính 97/108. Vậy em để có thể vào được phía bên trong. Cố gắng lên giáp 7 đi khi chuẩn bị đội bạn. Nếu như đội bạn đánh hot trận này thì tươi. Bởi vì thực ra đạp đôi của Roman đã khỏe hơn so với hot của Seng là rất nhiều. Lòn phía bên trong vào. Nghe này bên trong dân muốn đấy. Rồi, một tơn lủng ruộng tới từ game thủ Mạnh Hào. Tơn này là tơn sâu này. Tiếp tục tràn lên đi anh ơi. Tràn lên liên tục thì chiến thắng sẽ nằm gần trong tầm tay của chúng ta. Thêm một khoảnh ruộng nữa dành cho game thủ, không đó là game thủ 7. M4 chết rất nhiều dân trong trận đấu này. Không, chưa. Phải thêm một tơn nữa. Vẫn đang dồn lên liên tục nào. Bắt cái kích cung A phía bên ngoài trước để việc di chuyển của những con đạp đôi không bị mất máu. Tham lai của chúng ta vẫn đang bị đè. Tham lai của
Tham lai của các Persian trong tay của các thành viên bên phía Team Sky đã bắt đầu nở ra. 102. Hào cần phải cố gắng nở tham lên nhanh nhất có thể và đưa cho Pan của U98 hoặc Yamato của game thủ bốn phương Nam lên 4 và đánh hot. Cố lên, đánh lâu dài thì bên mình có hot tuyển, còn đội bạn thì không có. Nhà có xe là một thứ nhà rất kín. Thao khả năng là đẩy chục con đạp đôi, hai đạp đôi dùng lạc đà nó chém với sao nhỉ? Quản vàng đi được không? Đội bạn đã sử dụng rất nhiều vàng trong trận đấu này. Kìa, kịch cóc 6 giờ vẫn còn, anh vẫn còn thấy đấy, thấy ruộng người ta đấy. Bắt đầu có voi. Trận này mà nếu như mình không thể có được hot thì khá khoai. Hopper là một sự khác biệt rất nhiều. Đánh phải đánh cả phù nhá. Hot thường không đà đẩy không đỡ được đâu. Phải có hot thần mà các bạn đối đầu với voi thần Per mà không có khoảng màn hình máy của những game thủ khác nào. Đây màn hình máy của game thủ Thành Lắc, tham lai là 15. Không chỗ để hồi. 98 tham lai 51. Không biết là đã kích 4 chưa. Màn hình máy của Bùi Phương Nam tham lai chỉ là 16 thôi. Trận này vẫn đang rất căng khi mà game thủ đội bạn, các game thủ đội bạn đang có voi rồi. Cần phải có nhiều P trong trận này. P là cái quân duy nhất để có thể đỡ được voi thần. Vì nếu như bây giờ mà Hào chuyển bẹt thì Hào chuyển bẹt thì có thể đỡ được voi thần, nhưng mà vấn đề rằng là sẽ chuyển bên mình sẽ bị chuyển thành thế bị động hơn nhiều so với đội bạn. Còn vàng ăn vàng đi nào. Hào cơ cấu lại khoanh ruộng, em thấy anh lực lượng yếu, không còn khỏe như trước nữa thì bị tuân lùng. Rồi.
Vấn đề bây giờ sẽ đi quản vàng. Voi đã đến rồi. Phù được một con voi, phù được hai con voi. Khó. Không có nhiều phù. Không có nhiều phù voi thì thần nó lưu thì bây giờ hot cũng không đỡ rồi. Bẹt thì may ra nhưng không có vàng. Giờ mình xây bẹt thì khoai. Hot không phải hot thần thì không đỡ được. Trận này có cửa thắng nhưng mà giữ tham là không tốt dành cho thành viên của phía GDV. Tỷ số rất là một đều trong trận đấu thứ 3. Voi thần lưu đến nhà rồi mà không kịp có hot gì đó.